Chào các bạn, rất vui hôm nay mà Chậm Guitar chúng tôi có điều kiện để tiếp tục làm các clip về kỹ thuật trong cái quá trình mà định hình tạo tác từ cây phôi đến cây hoàn thiện. Thì ở clip trước tôi đã nói cho các bạn là khi cây nó chuyển được nhiều lá như này thì anh em sẽ chuyển từ cái vùng đây, cái vùng này là vùng dâm này, mà có mái tre, sang cái vùng mà cái lượng tre ít hơn nhiều đó, nhưng mà chưa ra được cái vùng mặt trời này, chính là cái vị trí này. Thế thì các bạn nhìn này, cái lượng mầm nó lên cũng nhiều đúng không, nhưng mà lá nó vẫn còn đang non và một phần chuyển sang lá bánh tè. Đây, cái lá xanh xanh này, này. Đấy. Thế còn phần lớn là cái màu lá như này, màu xanh nhạt. Cái giai đoạn này ấy, thì là cái cây nó vẫn đang yếu. Nó vẫn đang yếu. Nên nếu mà các bạn mà chuyển ngay ra bên ngoài, ngoài trời ấy, mà không có một phần che chắn nào ấy, thì nó sẽ bị cái tình trạng là nếu mà gặp cái thời tiết nó bất lợi, ví dụ sử như là thời tiết nắng quá này, hoặc là khô quá, hoặc là lạnh quá, có thể là cây nó sẽ bị yếu, ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của các cái mầm, vì các mầm này vẫn còn non. Đấy, các bạn nhìn đấy, phần lớn là chưa lá chưa sẫm màu nhá, lá vẫn là màu này, màu xanh lá mạ này. Đúng không? Ở đây thì là có một cái vùng cành này là màu đanh lá già, nhưng mà đây cái cành này là cành cũ này. Tức là cái cành có sẵn khi mà trong quá trình định hình. Đấy. Thế thì sau cái quá trình thì này, khi mà lá nó cái lượng lá nó đanh nhiều này, nhiều cái lá nó dài như này, thì anh em sẽ chuyển sang cái vùng ngoài trời, thực tế là cái độ chiếu sáng 100%. Đây, tôi chuyển sang cái cây mà anh em mới chuyển sang cái đây mấy ngày. Anh em mới chuyển sang đây cây đây mấy ngày. Đây, chính là cây này. Đấy thì các bạn nhìn đấy, cái lá ở trên các cái mầm ấy, phần lớn ấy là lá nó đã già và màu của nó là màu xanh đậm. Bởi vì là khi mà lá đã già như này, nó đủ khỏe, thì các bạn phải chuyển ra ngoài trời. Đây, chống 100% nha, để lá nó được quang hợp đầy đủ hơn. Và đến tầm này rồi thì lá nó cũng chịu được cái thời tiết khắc nghiệt, ví dụ nắng quá chịu được, lạnh quá chịu được, mà khô quá cũng chịu được. Và cây nó cần quang hợp mạnh để nó phát triển, chứ không phải là đến tầm này mà các bạn vẫn để ở trong cái khu nó dâm mát là không tốt nhé. Bởi vì lý do là khu dâm mát ấy, thì là cái lượng ánh sáng nó sẽ yếu. Mà khi ánh sáng yếu ấy, mà cây nó cần tổng hợp nhiều dinh dưỡng ấy. Nó cần bởi vì là khi có ánh sáng thì cây nó mới tổng hợp ánh sáng mặt trời ấy, thì cây nó mới tổng hợp được được khí, nó mới tổng hợp được dinh dưỡng. Tức là nó quang hợp, nó lấy hút khí carbon dioxide nhỉ, nhả khí oxy và kết hợp với dinh dưỡng hút từ dưới đất, dưới bệ rễ và nước để tổng hợp ra chất dinh dưỡng nuôi cây. Đó, cái quá trình này nó phải là như vậy. Thế thì khi cây nó đã ổn định và lá đã khỏe rồi thì các bạn bắt buộc phải chuyển ra bên ngoài như vậy nhé. Đấy, các bạn phải để ý cái chỗ ấy. Chứ nếu không mà các bạn cứ để trong cái môi trường mà dâm mát ấy, thì lá nó sẽ bị cái tình trạng thứ nhất là nó mỏng lá. Mấy cái thứ hai ấy,
là màu xanh của nó sẽ nhợt nhạt. Mà các bạn cảm giác nó sẽ thiếu sức sống, lá sẽ bị yếu. Đấy, tôi ví dụ như là ở đây tôi không nói cái cây nó yếu, nhưng cái màu lá nó sẽ kiểu kiểu như vậy. Đây này, cái màu lá nó sẽ kiểu kiểu như này. Màu nó không được xanh đậm. Đấy. Các bạn cảm giác như kiểu cây nó bị đói ăn, bị cơm nắng. Đấy. Đây là cái tình trạng sẽ bị như vậy. Thế thì như vậy thì là cái quá trình và phát triển của các cái mầm này này là nó sẽ bị mầm nó sẽ bé và nó cái đốt nó sẽ rất là dài, nó xấu. Và hiển nhiên là quá trình mà sinh trưởng phát triển của cây sẽ không tốt. Đó. Thì cái quá trình này nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì về thời gian ấy, nó tùy vào cái giai đoạn mà phát triển của cây và cái sức khỏe của cây cũng như là cái thời gian trong năm. Ví dụ là sử như là giai đoạn mùa xuân này này thì cây nó sẽ phát triển tốt này. Đấy thì cái thời gian mà các bạn chuyển từ trong chỗ dâm mát, gọi là bán dâm mát, tức là khi mà cái mầm nó cũng ra nhiều nhưng là lá vẫn còn non ấy, không đến ra chuyển sang giai đoạn ngoài trời ấy, thì nó sẽ ngắn hơn là so với cái giai đoạn mà ví dụ như là cuối mùa thu đầu mùa đông. Bởi vì cái giai đoạn ấy là cây nó phát triển chậm, ánh sáng cũng yếu, ánh sáng mặt trời cũng yếu. Nên cái thời gian mà từ trong chỗ khu dâm mát mà các bạn chuyển ra bên ngoài, thực tế ngoài trời nó sẽ phải dài hơn, đúng không? Tóm lại là các bạn sẽ phải lựa, nhìn cái tình trạng của lá cây nhé, để các bạn tính được là cái thời gian nào là cái thời gian chuyển sang. Vậy thôi, nên cái này là kinh nghiệm. Còn nếu mà về con số ấy, thì tôi nghĩ là từ lúc mà cái phôi mà các bạn lọc hết không có cái mầm nào đến khi nó bật được mầm lên thì nhanh cũng phải rơi vào tầm khoảng tầm 2 đến 4 tuần, tùy vào từng giai đoạn trong năm nhé. Thế xong rồi đấy là cái giai đoạn mà các bạn để trong chỗ có mái che hoặc là bóng mát. Thế xong rồi các bạn đến cái giai đoạn ấy là nó bật được khá nhiều mầm, xong bắt đầu các bạn mới chuyển ra một cái khu gọi là bán dâm mát, có nghĩa là nó được che phủ một phần thôi, nhưng mà vẫn một phần nào đó nữa ánh sáng. Thì cái giai đoạn ấy các bạn sẽ duy trì tiếp cũng phải tầm khoảng 2 tuần đến 4 tuần ấy. Thế thì sau giai đoạn đó thì các bạn sẽ chuyển nó ra ngoài môi trường thực tế luôn. Thì tóm lại tổng cái thời gian ấy nó sẽ rơi vào khoảng tầm 6 tuần đến 8 tuần. Cái này thì nó chỉ là cái con số gọi là ước lượng thôi nhé. Bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố về thời tiết này, rồi về cái sức khỏe của cây này. Đó. Rồi cũng nó còn phụ thuộc cả vào cái khu mà bán dâm mát của các bạn. Ví dụ như cái khu mà cái độ che phủ của nó độ khoảng tầm 30% đi. Thì cái thời gian nó sẽ bị dài hơn so với cái độ che phủ độ khoảng tầm 50%. Ví dụ thế. Thì cái này nó là cái kinh nghiệm nuôi trồng rồi. Thì khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ biết. Có điều là cái việc mà ví dụ chuyển sang quá sớm ấy, thì khi mà từ cái khu mà bán dâm mát ấy, chuyển ra ngoài trời này, nếu mà quá sớm ấy, thì nó sẽ bị một cái tình trạng là cây nó dễ bị sốc. Đặc biệt là chuyển ra vào mùa hè nó nắng quá thì dễ bị cái tình trạng là cháy. Này, nó cháy cái phần thân này. Và lá non của nó bị táp. Đấy. Thế còn nếu mà chuyển sang cái môi trường mà mùa đông mùa khô ấy, thì có thể là da lá nó bị héo, hơi bị héo vì nó bị rút nước nhanh quá. Đấy. Thì cái các bạn sẽ, khi mà các bạn, ví dụ các bạn chuyển sang sớm quá, thì nếu mà các bạn thấy một số các hiện tượng như thế, thì các bạn lại chuyển ngược lại, đúng không? Thế là ok. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà các bạn chuyển muộn quá ấy, thì cây lá nó sẽ bị một cái tình trạng là thiếu ánh sáng mặt trời để quang hợp ấy, thì nó sẽ yếu. Đấy. Tất nhiên là khi các bạn nó yếu, các bạn chuyển ra thì dần dần thì cây nó cũng phục hồi thôi, nhưng mà nó sẽ bị chiếm cái thời gian nó dài hơn. Nên một với hai là những cái mầm nhỏ ấy, nó phát triển nó sẽ bị một cái giai đoạn nó chững lại. Đấy, thì các bạn cân nhắc cái giai đoạn mà chuyển ra nhé. Nhưng mà về cái khung thời gian ấy, thì các bạn cứ ước lượng như vậy. Đó. Có nghĩa là tầm khoảng 6-8 tuần từ lúc mà các bạn dâm mụ là có khả năng sẽ chuyển ra. Thôi các bạn sẽ canh cẩn thận. Thế còn tất nhiên là
trong cái quá trình mà cái lúc mà các bạn lá nó ra lá non từ lúc nó bé này. Đấy. Tức là nó mới mầm mới nhú bắt đầu ra lá non này thì các bạn phải nhớ phải phun phòng nhé. Phun phòng dịch bệnh mà nó những cái con bọ nó hút chích này. Nó làm cho bị đen lá này. Đây cái này là phun nên nó còn đỡ. Đây cũng như cái lá này. Nó bị quăn hẳn này. Đấy. Nó như vậy nó sẽ làm giảm cái khả năng quang hợp. Đây. Cái này bị hút nhiều, bị chích nhiều này. Đúng không? Lá bị gần như quăn lại. Đây, như cái lá này. Lá này là mất chức năng quang hợp luôn này. Đấy. Xanh. Rất hay bị cứ cái đợt lá non nào lên là đều bị, tóm lại là các bạn đều phải phun phòng. Thế một với thứ hai nữa là khi các bạn phun thì ví dụ giống như là cứ 2-3 lần các bạn đổi loại thuốc một lần nhé, để tránh cái tình trạng nhờn thuốc. Bởi vì nếu các bạn cứ dùng một loại thuốc để diệt không ấy thì cứ dùng mãi mà sau nó nhờn, cái hiệu quả nó kém. Đấy. Ví dụ giống như cây này là anh em cũng phun rất cẩn thận này. Thế nhưng mà do nó ra nhiều cái đợt lá khác nhau. Đây các bạn nhìn này. Cùng một cây đúng không? Nhưng mà rất nhiều cái lứa mầm lên đúng không? Nhiều lứa mầm lên thì sẽ có nhiều lứa lá khác nhau. Thế nên nhiều khi phun là có thể là mình vừa mới phun xong thì nó lại có một cái đợt mới mình không phun kịp ấy. Thì nó vẫn có tình trạng là có những cái lá nó bị tình trạng như này. Nhưng mà các bạn phải để ý là đừng để cái tình trạng nó bị nhiều quá nhé. Lác đác vài lá như này thì ok. Còn nếu mà trong dọc mà nhiều quá ấy, thì cái chức năng quang hợp của lá nó sẽ bị giảm sút đi rất nhiều. Ở vườn này thì là anh em chăm sóc cẩn thận nên cái tình trạng mà bị bọ hút chích rồi quăn lá như thế là ít, không nhiều. Thế nên các bạn làm xanh các bạn sẽ phải phun thường xuyên đấy. Mỗi một cái đợt bật lộc. Bật lộc lên lá non là các bạn sẽ phải phun phòng. Chắc chắn luôn. Không phun phát là cả một cái lứa ấy sẽ bị bọ hút chích. Đây các bạn nhìn. Cái lứa lá non này lên cũng rất là đẹp đúng không? Ít bị tình trạng. Đây. Cái này lá này chỉ hơi hơi. Nhưng về cơ bản là lẩu. Thế còn phun phòng thế nào thì đơn giản thôi. Cái thuốc thì các bạn mua về, các bạn pha đúng cái tỷ lệ quy định của bên sản xuất. Rồi cho vào bình phun, và phun đều trên mặt lá. Vậy thôi. Về cái thời điểm phun thì thường thường các bạn sẽ phun vào những thời điểm mát vào cuối ngày. Ví dụ sẽ cuối chiều. Và chọn những cái ngày mà cố gắng đừng bị mưa, thời tiết đẹp. Ok. Thế còn cái độ đậm đặc rồi tỷ lệ pha như nào thì nó phụ thuộc vào từng loại thuốc và tùy từng nhà sản xuất quy định. Để cái ý thì các bạn có thể dùng cái các bạn dùng cái loại thuốc nào thì các bạn sẽ tự xem là cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất nhé. Cái này thì tôi nghĩ là không cần phải nói chi tiết quá, bởi vì lý do là những cái này là nó là hướng dẫn sử dụng thôi, nó không phải là khó. Thế còn cái loại thuốc nào thì các bạn có thể tham khảo thêm anh em người ta hay dùng ở ví dụ ở cái vùng nào ấy. Anh em người ta có kinh nghiệm người ta dùng cái loại nào nó hiệu quả ấy. Thì có thể là các bạn lấy cái thông tin như vậy. Hoặc là bạn nào mà đang ở đâu mà dùng cái loại nào hiệu quả thì cứ comment để cho các anh em khác người ta biết, người ta tham khảo. Vậy là chúng ta cùng chia sẻ. Đó. Cái câu chuyện nó cũng khá đơn giản đúng không? Nhưng mà từ những cái nhỏ này các bạn lên để ý nhé. Bởi vì lý do chúng ta đừng coi thường những cái đơn giản vậy mà cuối cùng là từ những cái nhỏ nó lại làm hỏng những cái lớn này. Thì kết thúc tôi cũng đang xây dựng một kênh chuyên review kiến trúc. Đó là kênh Nhà Việt TV. Thì ở kênh này chúng tôi tập trung các cái
công trình, review các công trình có tuổi đời cả trăm năm, ngàn năm của Việt Nam, các công trình nhà cải truyền, nhà thờ công giáo. Nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV để subscribe, follow cũng như là theo dõi các clip mà chúng tôi review, chia sẻ. Các bạn có thể tìm kiếm kênh qua từ khóa là Nhà Việt TV 365 trên nền YouTube và không giấu. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.